Một vụ vận chuyển và buôn bán ma túy dạng đá số lượng lên đến hàng chục kg vừa được đoàn 3 Cục Phòng chống ma túy và tội phạm thuộc Bộ đội Biên phòng phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Hồ Chí Minh và Phòng 4 Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phía Nam, Bộ Công an triệt phá thành công trong sáng ngày 28 tháng 3. Theo thông tin ban đầu, sau thời gian theo dõi và bằng các biện pháp nghiệp vụ, sáng 28 tháng 3, tại khu vực phường 22 quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh, lực lượng liên ngành đã phát hiện và bắt quả tang 3 đối tượng đang vận chuyển ma túy bằng xe gắn máy. Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã thu giữ 10 kg ma túy tổng hợp dạng đá, 1 kg ketamine, 5.000 viên ma túy tổng hợp màu hồng, xanh vàng cùng hơn 3 tỷ đồng tiền mặt. Ngay trong chiều ngày 28 tháng 3, Thiếu tướng Lê Thái Ngọc, Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã thưởng nóng cho đoàn 3 Cục Phòng chống ma túy và tội phạm thuộc Bộ đội Biên phòng cùng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Hồ Chí Minh và Phòng 4 Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phía Nam, Bộ Công an số tiền 50 triệu đồng để động viên kịp thời tinh thần đấu tranh với tội phạm của cán bộ chiến sĩ.